Thưa quý vị, thưa các bạn, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã duy trì tốt đẹp trong suốt 25 năm qua và ngày càng phát triển. Quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nay rất rộng và sâu sắc. Hai nước đang hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ an ninh, thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân đến sức khỏe. Các con số thể hiện thương mại không ngừng tăng lên hàng năm giữa hai nước. Những năm gần đây, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại tăng trưởng liên tục từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1994 lên 75 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ BTA có hiệu lực, thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng từ 220 triệu đô la Mỹ trong năm 1994, năm Hoa Kỳ bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, lên 1,4 tỷ đô la Mỹ năm 2001, năm trước khi BTA có hiệu lực, và chính thức đạt 50,8 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2017. Tính riêng trong năm 2017, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 41,6 tỷ đô la Mỹ sang thị trường Hoa Kỳ, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu Hoa Kỳ chỉ đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ. Nhờ vậy, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường lớn nhất mà Việt Nam xuất siêu trong năm 2017, đạt 32,4 tỷ đô la Mỹ. Và đến năm 2019, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nâng lên gần 77 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng dệt may da giày là hai ngành hàng chính đã thâm nhập thị trường Hoa Kỳ từ rất sớm và trở thành mặt hàng xuất khẩu số 1 tại thị trường này. Trong cái chặng đường mối quan hệ ngoại giao của Mỹ và Việt Nam đã tạo ra một cái tỷ trọng xuất khẩu của dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua. Tôi cho rằng là chúng ta xác định một mục tiêu rằng là tổng xuất khẩu dệt may phải nói rằng ví dụ năm 2019 đi, chúng ta xuất khẩu 38 tỷ, nhưng trong đó thì tới 46% là chúng ta xuất khẩu vào thị trường Mỹ rồi. Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã chứng kiến những bước tiến triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Thị trường Mỹ tiếp tục là một cái thị trường quan trọng mà chúng tôi liên tục có các cuộc điện đàm trong thời gian vừa qua. Chúng ta đã định hướng được và thống nhất được một số những nền tảng quan trọng mà có vai trò của các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước trong các lĩnh vực về kinh tế, thương mại và năng lượng. Mà trong đó thì có những cái đối tác đã có những cái hợp đồng và đã có những cái cơ hội ngay từ ban đầu, nhưng cũng đang tính tới những cái khung khổ hợp tác mang tính dài hạn, trong đó có cái bảng gọi là cái hợp tác khung giữa Bộ Công Thương với bang West Virginia của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực về năng lượng, kinh tế và thương mại. Và đây cũng sẽ là những cái định hướng cho chúng ta để chúng ta thúc đẩy hơn nữa những cái hoạt động cả về đầu tư và khai thác thị trường ở trong cái nửa cuối của 2020. Và chúng tôi thấy một cái thực tế nữa, đó là cái gì? Đó là hàng loạt các nước, kể cả Liên minh châu Âu, Mỹ và các nước đối tác kinh tế quan trọng của chúng ta thì đều đang có những cái chương trình hồi phục kinh tế và có những gói hỗ trợ để thúc đẩy cái phát triển kinh tế. Thì đây là những cơ hội rất lớn của chúng ta và chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cái tâm thế để khai thác những cơ hội của thị trường này. Bởi vì cũng chưa bao giờ mà chúng ta thấy rất rõ là với cái tác hại của tác động của COVID-19 đến các cái chuỗi cung ứng trong thời gian vừa qua thì đã dẫn đến cái nhận thức là cần phải có sự thay đổi trong cái chuỗi cung ứng này, mà của các nước đều quan tâm, và đặc biệt là cái làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam và một số các địa điểm mới để có một cái sự bền vững hơn của các chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu đã được khẳng định rõ nét. Đến nay, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã thay đổi đáng kể. Nếu như trước kia chủ yếu là nhóm hàng dệt may, da giày, thì hiện nay nhóm hàng thủy hải sản đã tham gia vào danh mục các nhóm hàng xuất khẩu quan trọng. Năm 2019, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,47 tỷ đô la Mỹ và chiếm 17,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Năm 2019, trong 5 nhóm hàng xuất lớn nhất sang Hoa Kỳ, ngoài dệt may chiếm tỷ trọng 24%, giày dép 11%, còn có điện thoại và linh kiện 15%, máy tính và sản phẩm điện tử 10% và đồ gỗ là 9%. Nhìn thấy góc độ phát triển thị trường nhỏ đáng khích lệ hơn. Đó là nếu như 20 năm trước đây thì Việt Nam chỉ xuất khẩu được khoảng 60 nhóm hàng sang thị trường Mỹ. Nhưng mà đến năm 2019 thì Việt Nam đã xuất khẩu 90 nhóm hàng. 90 nhóm hàng đây chúng tôi tính theo cái giá trị HS, thống kê HS 2 chữ số của Việt Nam. Như vậy là hàng xuất khẩu Việt Nam đã đa dạng hơn về mặt chủng loại, đa dạng hơn về mặt hàng.
Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trao đổi hàng hóa và thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều, thì cân bằng cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước cũng rất quan trọng. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng hy vọng Việt Nam sẽ mua thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ để có thể cân bằng được hơn nữa cán cân thương mại. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh tại Việt Nam, mang đến thêm nhiều việc làm và hỗ trợ hoạt động đầu tư ở đây. Mặc dù hiện tại các doanh nghiệp đều gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn bày tỏ lạc quan vào triển vọng tại Việt Nam trong tương lai. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nên những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều xuất hiện tại thị trường này với số lượng lớn và chủng loại phong phú. Điều quan trọng là phải tuân thủ những yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Thị trường Hoa Kỳ là một cái thị trường rộng lớn, đấy là một thị trường lớn nhất trên thế giới hiện nay, với cái yêu cầu về chủng loại hàng hóa rất là đa dạng và với cái khối lượng thì rất là lớn. Cho nên muốn cung ứng hàng hóa cho thị trường này, trước hết là các doanh nghiệp Việt phải liên kết lại với nhau để có khả năng đảm bảo cung ứng được những cái hợp đồng lớn với cái chất lượng ổn định. Hoa Kỳ là thị trường lớn và giàu tiềm năng, song cũng là thị trường khó tính, đòi hỏi rất nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Do đó, việc tuân thủ các quy định, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã sản phẩm vẫn là giải pháp hàng đầu để duy trì tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường Hoa Kỳ. Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.